bão số 4 có thể hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung. Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão hướng vào vùng biển miền Trung của nước ta. Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới dự báo vào Biển Đông từ ngày mai, ngày 18 tháng 9, vẫn rất khó lường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 9, thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông, trên đất liền của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, gần tâm áp thấp nhiệt đới là cấp 7, tức là 50-61 km/h, giật cấp 9, chủ yếu di chuyển theo hướng Tây khoảng 15-20 km/h. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo trong khoảng 24-48 giờ tới, trên biển Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua sẽ cấp 8 là 62-74 km/h, giật cấp 10 là từ 89-102 km/h, biển động mạnh. Trên đất liền, tình hình thời tiết ở nhiều khu vực khá xấu, nhất là Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to rất to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Đêm ngày 18 tháng 9 và ngày 19 tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 90 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm từ ngày 20 tháng 9. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần. Trong chiều tối nay, miền Bắc và miền Trung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Lượng mưa có nơi trên 90 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về kịch bản của bão số 4, thì ngày 18 tháng 9, bão sẽ mạnh lên, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4 với sức gió mạnh cấp 8 khi di chuyển đến vùng biển giữa Biển Đông, khu vực Hoàng Sa. Đối với bão số 4 có thể xảy ra hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, bão có khả năng di chuyển về phía khu vực Trung Trung Bộ. Nếu tiếp diễn theo kịch bản này, tác động của bão sẽ đối với khu vực trên sẽ có thể sớm hơn 1-2 ngày, là khoảng 19-20 tháng 9. Kịch bản thứ hai là bão đổi hướng và di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nếu diễn ra theo kịch bản này, tác động của bão vào đất liền sẽ vào cuối tuần này. Việc ảnh hưởng của bão đến đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chuyển biến tác động của bão, vì nhiều khả năng bão sẽ có những thay đổi sau khi vào Biển Đông.